đấu giữa câu lạc bộ Nam Định gặp câu lạc bộ Hoàng Gia Lai thuộc vòng loại cúp quốc gia 2020 là trận đấu mở màn cho ngày trở lại của bóng đá Việt Nam sau khi các giải đấu tạm hoãn do dịch Covid-19. Trận đấu này chính thức mở cửa đón khán giả trở lại sau một thời gian dài các đội bóng phải thi đấu trong không khí trầm lắng vì khán đài trống. Do đại dịch Covid-19 vẫn chưa chấm dứt, ban tổ chức trận đấu buộc phải hạn chế số lượng vé vào sân, chỉ có 50% số vé được phát hành. Sân Thiên Trường có sức chứa 20.000 chỗ ngồi, do đó chỉ có 10.000 vé được bán. Trận đấu giữa Nam Định và Hoàng Gia Lai thu hút sự quan tâm của người hâm mộ bởi sự góp mặt của nhiều ngôi sao của đội tuyển quốc gia, cộng thêm số lượng vé có hạn mà nhiều người đã xếp hàng, chen lấn, tranh nhau, thậm chí là cao thét dưới trời nắng gay gắt để có thể sở hữu tấm vé vào sân Thiên Trường. Cảnh tượng này kéo dài suốt nhiều tiếng đồng hồ. Ban tổ chức sân Thiên Trường cho biết bất chấp sức nóng của người mua, họ vẫn giữ lại một lượng vé để bán vào ngày 23 tháng 5. Các vé để ưu tiên cho những người ở xa và các huyện lên sát giờ cổ vũ cho trận đấu Nam Định Hoàng Gia Lai. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Đừng quên like, share và bấm đăng ký kênh nhé. Xin chào và hẹn gặp trong các video tiếp theo trên kênh thể thao 360 của Báo Thanh Niên.